Anh nghe đây Khởi. Em cũng gần tới điểm hẹn rồi, có gì đợi em chút nha. Ừ, ok em. Bao nhiêu tiền vậy anh? 180 anh. Ờ, khỏi thôi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tắm được cái thoải mái quá. Qua nay từ Nam Bên qua đây chưa được tắm, nhưng mà hơi lạnh. Lạnh hả? Vậy mặc áo của tôi đi. Vậy còn anh sao? Không sao đâu, ngoài xe tôi còn áo mà. Cứ mặc đi. Vậy tôi không khách sáo à? Còn chuyện nữa dì Tư muốn nhờ con. Dạ, dì Tư cứ nói đi. Thằng Phục là cháu của dì. Nó là đứa đáng thương, nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Dì muốn lo cho nó đủ đầy, nhưng mà nó không chịu. Nó đi tuốt qua Campuchia, rồi một mình tha phương cầu thực. Sáng nay nó mới điện về, nhờ dì nói với con kiếm chuyện gì đó cho nó làm ổn định. Có được không con? Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì dì Tư không cần phải bận tâm. Con sẽ lo thật chu đáo mà. Thôi mình đi, để Khởi đợi. Mình đi. Nè, để tôi lái cho. Đường núi như vậy, lái xe là nghề của tôi. Hồi bên Cam tôi toàn chở gỗ cho người ta không à. Anh cứ để cho tôi. Được rồi, vậy lái đi. Ừ. Khi xảy ra sự cố, dì Tư cô nhắn nhủ tôi, kêu tôi là phải chăm sóc và kiếm việc làm ổn định cho anh. Tôi định chuyến này về á, sẽ gọi anh về công ty làm lái xe. Cũng được, chuyến này về tôi định ở luôn. Cũng may là gọi cho anh kịp, nên có được chuyến đi chơi thú vị như vậy. Chuyện gì vậy? Cái thằng nó có vấn đề rồi anh Duy ơi. Hay là anh lái xe kẹo vô vết đá đi. Nhanh lên. Ta lái cứng luôn rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Anh Duy, hay anh nhảy đi anh Duy. Không được, bỏ anh thì sao? Anh nhảy đi. Sao mà tôi bỏ anh được nhảy chứ? Nhảy đi mà. Anh nhảy đi. Không được, không được mà. Ah.
Gặp tai nạn rồi. Hả? Mau tới. Anh nói sao? Cứu anh. Alo, anh đang ở đâu? Anh đang Duy. Alo, alo. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.